Và xin mời các em chúng ta quay lại lớp để chúng ta cùng nhau giải đáp bộ đề số 4 của các để chi thi giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông. Thì lần lượt thầy sẽ giải đáp 20 câu hỏi đầu tiên gắn với tất cả các vị trí thi giống nhau về phần giới hạn của Luật Viên chức 2010 sửa đổi 2019, rồi Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 122/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức, Nghị định 15/2020 quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức. Chúng ta chỉ khác về các điều lệ của các trường. Với bạn mầm non chúng ta là điều lệ của trường mầm non theo thông tư số 52, và các bạn tiểu học là theo thông tư số 28/2020, và bạn trung học cơ sở thông thì theo điều lệ của trường trung học theo thông tư số 32/2020 các em nhé. Xin mời các em chúng ta cùng vào lớp để cùng thầy chúng ta giải đáp ở bộ đề số 4 lần lượt ta 20 câu đầu tiên ta làm cùng nhau, còn 5 câu hỏi sau thì ta sẽ lần lượt theo từng vị trí của các bạn mầm non và đến các bạn tiểu học và trung học cơ sở các em nhé. Xin mời các em cùng nhìn vào màn hình ạ. Với câu hỏi số 1 của bộ đề số 4 như sau. Theo Luật Giáo dục 2019, hệ thống giáo dân, hệ thống giáo dục mở liên thông. Từ mở liên thông là phần quy định rất mới trong Luật Giáo dục 19 mà trước đây với Luật Giáo dục 2005 và sửa đổi 2009 là chưa có. Đấy. Là chỉ có cái từ này trong nội dung của Luật Giáo dục 2019 thôi, còn Luật Giáo dục 2005 và sửa đổi 2009 không có từ này. Thì đáp án cần lựa chọn đó là chính là giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên các em nhé. Đó, ta nhớ cho thầy ở đây. Câu hỏi số 1 là phương án D. Các em cần nhớ kỹ cái phần này. Nó được quy định trong Luật Giáo dục 2019, nhớ là 2019, phần các nội dung trong phần quy định được thể hiện trong điều 6 và 1 điều 6. Và chúng ta cần nhớ về các cấp trình độ đào tạo của các cô dân. Thì chúng ta thấy là 4 cấp trình độ và đào tạo. Cấp học ở đây chính là ta thấy là mầm non và phổ thông đấy. Giáo dục mầm non phổ thông. Trong giáo dục mầm non thì nhớ có giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo, còn giáo dục phổ thông chúng ta gồm có giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục phổ thông. Còn trình độ giáo dục nghề nghiệp thì có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các trình độ nghề nghiệp khác. Cái cao đẳng nó đưa vào trong Luật 19 trước đây, thì trong Luật Giáo dục 2/5 sửa đổi 2019 cao đẳng là nằm trong trình độ của đại học các em nhá. Còn bây giờ giáo dục đại học thì chỉ có trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thôi. Đấy, ta nhớ thầy phần như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 2. Theo Luật Giáo dục 19, ai là người quy định về thời gian đào tạo, tiêu chuẩn từng trình độ, khối lượng học tập tối thiểu của trình độ giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Thì thẩm quyền ở đây nhớ liên quan đến phần quy định về thời gian, trình độ chuẩn này, chúng ta nhớ gắn với thẩm quyền. Đó là Thủ tướng Chính phủ. Để các em nhớ chọn thầy là phương án B ở câu hỏi số 2. Các em nhớ chọn thầy là phương án B là phương án chính xác. Ngoài ra thì chúng ta thấy ngoài việc quy định về thời gian đào tạo, tiêu chuẩn từng trình độ đào tạo thì Thủ tướng Chính phủ cũng là người quyết định phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia Việt Nam các em nhé. Chúng ta nhớ phần như vậy là gắn với thẩm quyền của Thủ tướng. Câu 2 là B. Ta vào hỏi số 3. Theo Luật Giáo dục 19 là ai người quy định về ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng đại học, đúng không ạ, thuộc ngành đào tạo giáo viên, đúng không, và ngành lĩnh vực về sức khỏe. Thì thẩm quyền này chúng ta thấy là thuộc về hai bộ trưởng, ta thấy rất là rõ, đó là gắn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các em nhé. Thì các em chọn thầy phương án là phương án D, nó nằm trong nội dung của Luật Giáo dục 19, cụ thể là khoản 4 điều 6 ấy, các em nhé. Thì câu 3 các em chọn thầy là D. Ta đi vào câu hỏi số 4. Theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ, đối tượng dự tuyển trong lĩnh vực nào thì có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện pháp luật. Thì trong phần quy định của luật của Nghị định 15/2020 ấy, thì chúng ta thấy đáp án các em cần lựa chọn mà lĩnh vực mà chúng ta thấy có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên là lĩnh vực về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao. Đấy, 4 từ này các em nhé. Phương án là A, chúng ta thấy rất là rõ phần đối tượng. Các em cần nắm vững cho thầy liên quan thể giảm về tuổi theo quy định là thuộc khoản 2 của điều 5 các em nhé. Đó, thì câu hỏi số 4 các em có thể là A. Ta đi vào câu hỏi số 5. Theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức ấy, thì đối tượng ta nhớ từ anh hùng này, như thầy nói từ quá anh hùng này là 2, đúng không, rồi từ thương binh này, đúng không. Đấy, thì ta thấy cộng bao nhiêu điểm và kết quả vòng 2. Thì cái mẹo như thầy nói đây chính là ta có 3 đối tượng để cộng điểm, cái từ anh hùng, cái từ thương binh là chúng ta cộng 7,5 điểm, đó là nhiều nhất rồi, cao nhất. Nhưng còn từ thứ hai mà cộng 5 điểm ấy, thì chúng ta nhớ nằm trong đối tượng thứ hai mà chúng ta thấy có từ khóa là từ người dân tộc này, rồi từ sĩ quan này, đúng không? Đấy, rồi con của thương binh, con của liệt sĩ này thì là cộng 5 điểm. Còn đối tượng thứ ba là chúng ta nhớ từ khóa là nghĩa vụ quân sự đấy, từ nghĩa vụ hay đội thiếu niên, đội thanh niên xung phong thì là 2,5 điểm. Đấy, 3 đối tượng cộng điểm, thấy rất là rõ. Từ anh hùng mới từ thương binh là cộng 7,5 điểm, từ sĩ quan đúng không? Từ con hay người dân tộc đúng không? Con của thương binh, con liệt sĩ đấy, người dân tộc thì chúng ta nhớ là cộng 5 điểm. Thế còn từ mà chúng ta thấy hoàn thành nghĩa vụ, từ nghĩa vụ được đúng không? Rồi từ thanh niên xung phong là 2,5 điểm. Các em nhớ giúp thầy cách học một câu ta được 3 câu luôn các em nhá. Đi tiếp với câu hỏi câu 6 với nội dung câu hỏi như sau. Là theo Nghị định 115/2020 của Chính phủ, trường hợp cơ quan thẩm quyền của thành lập được thực hiện buổi tuyển dụng trong hội đồng tuyển dụng có bao nhiêu thành viên? Thì về thành viên thì chúng ta nhớ là trường hợp này chúng ta phải chọn thầy về trường hợp là C 5 hoặc 7 thành viên các em nhé. Thì câu hỏi số 6 các em chọn thầy là C về hội đồng tuyển dụng. Các em thấy ở đây thì chúng ta thấy với đơn vị thành lập mà có thẩm quyền tuyển dụng, được giao tuyển dụng đấy, chúng ta thấy là hoặc là chúng ta hay thực hiện mà tất cả ở đây có những con số về cái mẹo liên quan hội đồng tuyển dụng bao nhiêu thành viên thì các em nhớ 5 hoặc 7 thành viên các em nhé. Thì các em nhớ về số lượng là như vậy. Còn hội đồng tuyển dụng họ làm theo các tập thể, quy định theo đa số các em nhé. Chúng ta nhớ câu hỏi số 6 là chọn thầy là C. Theo đi vào câu 7. Theo Nghị định 115/20 của Chính phủ, đâu là trường hợp được miễn về phần thi tin học đúng không ạ, của kỳ thi viên chức? Thì chúng ta thấy là với các cái địa phương mà họ thi trên giấy thì họ sẽ thi phần tin học. Nhưng còn cái địa phương mà thi trên máy thì họ được miễn, nghĩa là họ không phải thi. Với các địa phương thi trên máy thì chúng ta thấy họ chỉ thi kiến thức chung và gì ngoại ngữ. Nhưng còn địa phương thi trên giấy thì chúng ta thấy họ sẽ thi phần tin học. Vậy đối tượng nào thì sẽ được miễn cái phần thi tin học nếu mà các địa phương họ thi trên giấy đúng không? Thì chúng ta nhớ từ khóa là bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên đúng không? Đấy, các chuyên ngành liên quan đến tin học và công nghệ thông tin. Trước đây thì họ là từ toán tin, bây giờ họ thêm từ công nghệ thông tin ở đây. Thế còn với đây thì không phải cao đẳng hay đại học đúng không? Hay là chứng chỉ theo thông tư 03 và đấy là từ 3 là đã đúng điều kiện thôi đúng không? Còn ta thấy đây là được miễn thì chúng ta nhớ từ trung cấp kèm nha. Thì câu hỏi số 7 kèm nhận thấy là A là lý do như vậy. Cái vào số 8. Theo Nghị định 115/2020 Chính phủ, kết quả vòng 1 chúng ta thấy rồi, được xác định theo số trả lời đúng của từng phần thi, quy định từ B khoản này đúng không? Nếu trả lời đúng từ bao nhiêu %, ta nhớ trả lời đúng bao nhiêu %, thì sẽ được người dự tuyển đi tiếp vòng 2. Đấy, thì chúng ta thấy như tôi nói với mà chúng ta địa phương trên giấy thì thi 3 môn, kiến thức chung chúng ta có 60 câu luật đấy, ta phải điều kiện là 30 câu mới qua. Còn với tiếng Anh thì là gì 30 câu thì ta phải qua điều kiện 5% là gì? Ta nhớ là 15 câu. Còn tin học cũng vậy, 30 câu phải qua được 15 câu. Thì chúng ta nhớ đá này 50% nhá. Đấy, chúng ta nhớ như vậy. Còn địa phương thi trên máy thì chúng ta thấy là kiến thức họ chỉ thi phần kiến thức chung và tiếng Anh thôi, hay là ngoại ngữ ấy, có thể tiếng khác cũng được. Chúng ta nhớ tỷ lệ ở đây để qua được vòng 1 là 50%. Để có thể phân tích cho các em hiểu. Thì câu hỏi số 8 các em chọn thầy phương án là C là lý do như vậy. Ta đi tiếp với câu hỏi số 9 gắn với nội dung của Nghị định 122/20 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức đấy, thì đây là trường hợp chưa xem xét kỷ luật, chưa đã nhận tìm từ đa này rồi đúng không? Như học thứ mấy trong nghị định này đúng không? Từ bệnh hiểm nghèo hoặc là đã mất khả năng về nhận thức này đúng không? Và chứ xác nhận của cơ quan y tế với thẩm quyền thì chúng ta thấy đáp án mà các em cần lựa chọn ở đây phương án chính xác liên quan đến trường hợp mà đang điều trị bệnh hiểm nghèo mất khả năng nhận thức ấy, thì chúng ta nhớ là trường hợp thứ hai các em chọn thầy phương án là B các em nhé. Ta đi tiếp với câu hỏi số 10. Theo Nghị định 122/20 Chính phủ, trường hợp vụ việc mà liên quan đến nhiều người, tăng vật, phương tiện cần giám định, tình tiết phức tạp, cần làm rõ thêm đúng không? Để xử lý kỷ luật kéo dài, thời hạn xử lý luật liên quan thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức không có bao nhiêu thời gian. Thì ta thấy cái phần này đã quy định rất là rõ rồi. Chúng ta nhớ là anh ta cần lựa chọn, ta thấy là kéo dài là không quá 150 ngày các em nhá. Thì chúng ta nhớ cho thầy phương án chính xác. Câu hỏi số 10 các em chọn thầy phương án là D. Ta đi vào câu hỏi số 11. Đây là hành vi vi phạm của viên chức sẽ áp dụng hình thức kỷ luật nào? Theo Nghị định 122, ta nhớ có vi phạm lần đầu, hậu quả nghiêm trọng khi mà viên chức quản lý không thực hiện đúng chức trách này. Đấy, thì chúng ta nhớ là gắn lần đầu cái nghiêm trọng mà cho thấy là gắn viên chức quản lý thì chúng ta nhớ là phải là cảnh cáo. Các bạn thấy là phương án B em nhá. Còn chúng ta thấy bình thường thì chúng ta thấy nó lần đầu nghiêm trọng thì chúng ta nhớ là với viên chức không cần quản lý họ chỉ là khiển trách thôi đúng không? Đấy, còn với cái quản lý tăng lên 11 các em chọn thầy là B. Ta đi tiếp với câu hỏi số 12. Theo Nghị định 122/20 Chính phủ, đâu là trường hợp phải áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức? Thì về việc buộc thôi việc với viên chức thì chúng ta đã thấy các quy định rất là rõ trong nội dung của Nghị định 112, họ đã thấy về hình thức kỷ luật đối với viên chức, tức buộc thôi việc đấy, đúng không? Áp dụng như thế là điều 19 đấy, đúng không? Còn nếu có 5 trường hợp mà sẽ áp dụng cùng với viên chức. Một là gì, đã kỷ luật hình thức cách chức đối với quản lý, hoặc là cảnh cáo đối với viên chức không quản lý mà tái phạm, đúng không? Thứ hai là quay vi phạm lần đầu với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thuộc các trường hợp quy định tại điều 16 là ta thấy là gắn với quan đến 9 trường hợp mà khiển trách ấy, đúng không? Có 6 từ vi phạm đấy, đúng không? 1 từ lợi dụng đấy, rồi không chấp hành đấy, tuân thủ đấy, đúng không? Rồi tiếp theo là trường hợp thứ 3 tôi thấy là vi phạm mà với viên chức quản lý, vi phạm lần đầu với hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Ở khoảng 3 điều 17 là gắn cảnh cáo với viên chức quản lý, đúng không? Trường hợp thứ 4 là liên quan buộc thôi việc với viên chức là sự công bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận giả đấy, có hợp pháp để tuyển dụng cơ quan tổ chức. Trường hợp thứ 5 nghiện ma túy đấy, và đối với trường hợp này thì phải xác nhận cơ sở y tế. Thì ta đối chiếu như vậy thì chúng ta thấy là nội dung đáp án mà chúng ta lựa chọn trong câu hỏi này như thầy vừa chia sẻ thì chúng ta là phương án B rồi, đúng không? Đấy, thì chúng ta nhớ chọn thầy phương án B. Chúng ta soi xét kỹ là với nội dung phần A thì liệu có đúng không? A chúng ta thấy vi phạm lần đầu cái hậu quả mà chúng ta nhớ đúng là phải là gì? Nó phải là đặc biệt nghiêm trọng, nên hậu quả nghiêm trọng là không đúng rồi. Hậu quả nghiêm trọng cái này thì chúng ta thấy là với nội dung vi phạm như vậy thì cái hành vi đó sẽ áp dụng với trường hợp mà chúng ta thấy là với viên chức với hình thức kỷ luật là cách chức thôi, đúng không? Còn đây chúng ta thấy là vì từ vi phạm này là khiển trách này, như thầy nói rồi, nhớ từ vi phạm này là từ khiển trách rồi. Thì đây thôi việc ta nhớ nghiện ma túy, ta nhớ từ khóa rất ngắn gọn, đúng không ạ? Thì 12 cái trở thành là B. Ta đi vào câu hỏi 13. Theo luật viên chức 2010, đâu không phải là nguyên tắc quản lý viên chức. Thì về nguyên tắc quản lý viên chức thì chúng ta cũng đã học với nhau nhắc đi nhắc lại, và ta thấy là có bố nguyên tắc quản lý viên chức điều 6 đấy, công thức 2B/BT, đúng không? Là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng này, bảo đảm quyền chủ động này, V tuyển dụng quản lý viên chức này, và T là thiện bản giới. Đây chúng ta hỏi không phải, chúng ta đối chiếu như vậy thì chúng ta thấy là 2B/VT thì không có từ D, chúng ta loại ngay rồi, chọn phương án C rồi, đảm bảo tham gia toàn thể chính trị xã hội, em thấy đúng không ạ? Đấy, còn A, B, D thì đều có rồi, em nhắc 13 các bạn thấy là C. Câu hỏi số 14, theo luật viên chức mới đôi những việc viên chức không được làm. Đến viên chức không được làm được quy định trong nội dung ở điều 19 mà thầy cũng đã dạy cho các em, ta thấy 6 việc viên chức không làm, đúng không? Và có bao nhiêu việc, đúng không? Và nhớ là 6 và quy định điều 19 đấy, một là từ trốn tránh trách nhiệm, gây bè phái, thứ hai là sử dụng tài sản cơ quan của đơn vị và nhân dân đấy, trái quy định. 3 là phân biệt đối xử, 4 là dùng hoạt động nghề nghiệp, 5 là xúc phạm danh dự nhân phẩm, và 6 những việc khác. Thì chúng ta đối chiếu như vậy thì rõ ràng là đáp án mà chúng ta cần lựa chọn các từ khóa căn cứ vào đó thôi, mà các em cần lựa chọn, đúng không? Đó là phương án là từ xúc phạm, đúng không? Danh dự nhân phẩm này này, đúng không? Đấy, còn ta thấy còn không hách dịch hay là thì cũng khá là không đúng rồi. Thì 14 em chọn thành là B em nhé. Khoảng 15, theo luật viên chức sửa đổi 2019, tức là quy định chi tiết tiêu chí, đúng không? Sửa đổi phân loại đơn vị lập, đúng không? Chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Thì như thầy nói rồi, cái này chắn phải nằm trong 95% rồi. Thì quy định chi tiết thì chắn chúng ta phải chọn là chính phủ. Thì các em chọn thầy phương án chính xác là phương án B các em nhé. Thì câu hỏi số 15 các em chọn thầy phương án B. Câu hỏi số 16, ở theo viên chức 10 đâu là phương thức tuyển dụng viên chức. Thì chúng ta thấy với tuyển dụng viên chức đúng không? Thì chúng ta thấy là quy định điều 23, đúng không? Thì phương thức tuyển dụng viên chức là thấy là thông qua thi tuyển hoặc là xét tuyển. Đây, em chọn thầy phương án là C. Thi tuyển thì chúng ta là sao? Ta thấy là vòng 1 chúng ta sẽ thực hiện thi trắc nghiệm, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ, có thể là địa phương trên giấy thì 3 môn, đúng không? Kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Còn địa phương trên máy tẩy thi trên máy thì họ chỉ thi 2 môn là kiến thức chung và ngoại ngữ thôi. Còn vòng 2 thì tùy địa phương với viên chức từng ngành. Với ngành giáo dục chúng ta thì có thể là thi giảng hoặc là thi viết, đúng không? Hoặc là phỏng vấn tùy từng địa phương. Đấy, còn với xét tuyển thì vòng 1 họ sẽ xét hồ sơ đủ điều kiện, và vòng 2 thì cũng tùy từ địa phương, họ có thể là thi giảng, thi viết hoặc là phỏng vấn các em nhé. Đấy, ta nhớ hiểu về nội dung này sau để áp dụng ra thấy để ta đi làm việc nữa. 16 em chọn này C. Tại sao là các cơ quan nhà nước cho chúng ta thi về luật để chúng ta hiểu đó, các quyền nghĩa vụ của viên chức, những được viên chức một làm, các nội dung quy định về quản lý viên chức các em nhé. Câu hỏi 17, theo luật viên chức sửa đổi 2019, hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì có thời hạn bao nhiêu lâu? Đây là sửa đổi 2019. Chúng ta cần lưu ý cho thầy ở đây, chúng ta cần nhớ cho thầy có hai loại hợp đồng làm việc. Hợp đồng làm việc nó khác với hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động là những người như thế là làm việc tại các doanh nghiệp, hoặc những người chưa trở thành viên chức. Còn hợp đồng làm việc là dành cho viên chức kèm nhá. Thì chúng ta thấy với luật viên chức trước đây 2010 thì hợp đồng làm việc có cho thấy là xác định thời hạn thì chúng ta nhớ là chỉ từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, đúng không? Đến 36 tháng. Thế còn với luật viên chức mới này 2019 thì họ đã đẩy lên, em nhớ cho thầy đây về thời gian hợp đồng xác định thời hạn là từ đủ 12 tháng đến 60 tháng, đẩy lên 2019. Còn tương tự câu này họ để là 2010 thì chúng ta phải chọn phương án B từ đủ 12 tháng đến 36 đến 2019 thì về phương án D này nhá. Đấy, ta nhớ. Đấy, em nhớ chưa? Đó. Đến 17 em chọn hàng D. Ta đi tiếp với câu hỏi 18. Theo luật viên chức 2010, viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự nếu đã có thời gian làm việc từ bao lâu. Thì chúng ta thấy rõ ràng nội dung ở trong quy định tại điều 27 của luật viên chức 2010 rồi, thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ khi mà viên chức đã không phải thực hiện chế độ tập sự, khi mà có từ đủ những thời gian ngày tháng trở lên thực hiện chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí làm tuyển dụng, chúng ta nhớ là câu 18 chọn thẻ D nhá. Chúng nhớ gắn được không phải thực hiện chế độ tập sự thì là từ đủ 2 tháng. Còn với các trường hợp mà không được miễn tập sự thì chúng ta phải thực hiện tập sự từ 3 tháng đến 12 tháng. Và thực ra trong quy định 15 thì nó đã quy định rất là rõ, là thấy với các cái trường hợp mà viên chức trình độ là cao đẳng và bác sĩ là tập sự là 9 tháng, còn đại học là sẽ là 12 tháng em nhé. Như vậy với ngành giáo dục chúng ta thì chúng ta thấy là chỉ có các bạn liên quan đến những vị trí bây giờ tôi thấy mầm non là cao đẳng thôi, còn tiểu học thì bây giờ đại học hết rồi, đúng không? Trước đây thì mầm non là trung cấp, tiểu học là trung cấp, nhưng bây giờ thì mầm non là cao đẳng trở lên, đúng không? Còn tiểu học thì phải là đại học rồi, cử nhân. Còn trung học cơ sở trước đây là cao đẳng, trình độ phải chuẩn đấy, thì nhưng bây giờ là trung học cơ sở cũng phải là đại học, cử nhân rồi. Ta nhớ nhá, gắn với như vậy. 18 cái chọn thầy là D. Ta đi vào khoảng 19. Ở quy định này ta thấy học đi đôi với hành, lý luận gắn liền thực tiễn, giáo dục nhà trường theo giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, nội dung là trong luật giáo dục. Thì chúng ta thấy cái này thầy cũng đã nhắc kỹ trong nội dung của bài giảng đấy. Chúng ta nhớ kỹ thì ta thấy là ở đây chắc chắn là ta cả lựa chọn cho thầy nó phải là nguyên lý, ba cặp rất là rõ, đúng không? Là học đi đôi với hành, lý luận gắn thực tiễn, giáo dục nhà trường theo giáo dục gia đình và xã hội. Còn mỗi mục tiêu giáo dục chúng ta phải nhớ từ khóa nhằm, mục tiêu từ nhằm phát triển con người toàn diện. Nếu là phương án A mục tiêu, còn tính chất thì chúng ta phải có từ mà chúng ta thấy là tính, bốn cái tính ấy, tính nhân dân, tính dân tộc, tính khoa học, tính hiện đại, đấy là tính. Nếu phương án là B em nhé. Đấy, đây ta thấy là cái này phải là nguyên lý là như vậy, đúng không? Là căn cứ rất là rõ trong nội dung của khoản 2 điều 3 em nhé, trong câu 19. Ta đi vào câu hỏi số 20 trong một đề số 4. Theo luật giáo dục 2019, chuẩn đầu ra là gì? Cái đây nằm trong khái niệm được quy định tại điều 5 luôn, và cụ thể thì chúng ta nằm trong khoản 7 của điều 5. Thì đáp án mà các em cần lựa chọn để phương án chính xác là chúng ta nhớ là phương án B. Với chuẩn đầu ra là yêu cầu theo nhân từ cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình giáo dục, là gắn khái niệm chuẩn đầu ra. Và chúng ta nhớ ở đây phương án A tại sao không đúng, thì chúng ta thấy là yêu cầu cần đạt, đúng không? Ta thấy về phẩm chất năng lực của người học trước khi là đúng, mà đúng là phải sau khi, nó sai trong trước khi. Còn phương án C thì yêu cầu ta thấy là từ hoặc, vấn đề phải và, phẩm chất và năng lực vấn đề phải và. Phương án D là yêu cầu phải đạt, không đúng mà đây cần đạt. Ta nhớ từ khóa với chuẩn đầu ra cái niệm cần đạt này, phẩm chất và năng lực rồi sau khi nha. Ta nhớ phương án 20, còn 20 em chọn thầy là B. Như vậy thầy đã hoàn thành 20 câu đầu tiên nó dành cho tất cả các vị trí thi giáo viên mầm non, tiểu học, trong cơ sở phổ thông với đề số 4. Thì bây giờ các bạn tiểu học trong cơ sở ta đối soát 20 câu đầu tiên để thầy giải đáp tiếp từ câu 21 đến 25 cho các bạn mầm non trước em nhé, rồi sau đến các bộ câu hỏi của các em. Câu hỏi số 21 theo điều 26 thông tư số 52 ban hành điều lệ của trường mầm non, giáo viên thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây? Thì chúng ta thấy về nhiệm vụ từ khóa mà thầy đã dạy rất là kỹ cho các em rồi với các bạn mầm non ấy, là cái từ thần thánh, ba cái từ liên quan nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Thì chúng ta phải chọn cho thầy là phương án A mới là phương án chính xác. Đấy, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em các em nhé, thì là phương án chính xác gắn với nội dung nhiệm vụ của giáo viên, nó thấy rất là rõ. Thế còn từ hỗ trợ mà phục vụ công tác này gắn với nhân viên các em nhé. Đấy, ta nhớ là như vậy. Các em nhớ đề 21 em chọn thầy là A. Ta đi vào tiếp cả câu hỏi số 22 theo điều 28 thông tư số 2 ban hành điều lệ của trường mầm non. Đâu là nhiệm vụ của nhân viên trường mầm non? Nhận thấy nhân viên trường mầm non ở quy định điều 28 ấy, nó có 6 nhiệm vụ. Một là thực hiện nhiệm vụ được giao theo phân công của trưởng. Thứ hai là tùy theo vị trí làm, nhân viên thực hiện theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Thứ ba, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong ăn uống. Thứ tư là giữ gìn phẩm chất danh dự uy tín bản thân. Thứ năm là bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Và thứ sáu, thực hiện quy định nhà trường và pháp luật. Đây là 6 nhiệm vụ của nhân viên. Đấy, thì chúng ta thấy đối soát như vậy thì thấy được 22 án mà các em cần từ khóa cái từ ăn uống gắn với nhân viên rồi, đúng không? Đấy, trong ăn uống sinh hoạt tại nhà trường thì các em chọn thầy là A. Đấy, còn chúng ta thấy là nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục về trẻ em này là các giáo viên hay tuyên truyền nuôi dạy trẻ em này cũng là của giáo viên, hay tự học bồi dưỡng nâng cao nhiệm vụ chăm sóc trẻ em cũng là của giáo viên. Đấy là về nhân viên thì chúng ta cần nhớ thầy với nhân của giáo viên có 6 nhiệm vụ. Một là bảo vệ an toàn về thể chất, thứ hai thì công tác nuôi dưỡng chăm sóc của trẻ em đấy, đúng không? Thứ ba là giữ gìn phẩm chất danh dự uy tín, đối xử công bằng này, đúng không? Rồi thứ tư là tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học này, thứ năm là tự học bồi dưỡng nâng cao nghề nghiệp, và thứ sáu thực hiện quy định nhà trường với các pháp luật. Thì ta nhớ thầy đây so sánh để tránh nhầm lẫn các nội dung của nhiệm vụ của giáo viên và nhân viên. Đây hỏi về nhân viên nên chọn thầy là A, còn ba cái ông này BCD này là của giáo viên, cái còn A là của nhân viên kèm nhá. Đây là câu 23. Nội dung này là quyền thứ mấy của giáo viên, nhân viên được quy định tại điều 29 của thông tư số 52 ban hành điều lệ của trường mầm non. Ta nhớ rồi. Ta nhớ mẹo là liên quan quyền bao giờ từ được là quyền được tạo điều kiện học tập bồi dưỡng này. Thì chúng ta thấy với nội dung ta cần nhớ về quyền nhân viên giáo viên trường mầm non, ta thấy có 6 quyền. Một là được tôn trọng bảo vệ nhân phẩm, đúng không ạ? Danh dự nhân phẩm tập thể. Thứ hai là tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thứ ba là được hưởng tiền lương phụ cấp. Thứ bốn được tạo điều kiện học tập. Đó, thì chắc chắn là quyền thứ mấy chắc chắn là quyền thứ tư rồi, đúng không? Là chọn là D đã, đúng không ạ? Quyền thứ năm được khen thưởng, tặng danh hiệu, và thứ sáu là quyền khác. Thì như vậy thì nếu quyền thứ nhất là phải có từ khóa được tôn trọng bảo vệ nhân phẩm cơ. Quyền thứ hai, phần B này phải là được tự chủ thực hiện cơ. Quyền thứ ba thì phải là gắn từ khóa được tạo điều liên quan hưởng tiền lương phụ cấp. Còn đây đã được tạo điều kiện học tập bồi dưỡng phải là quyền thứ tư. Em chọn là D nhé. Phải nhắc lại 6 quyền của giáo viên nhân viên trường mầm non luôn, em nhớ luôn nhé. 23 em đã chọn thầy phương án này D cũng như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 24. Nội dung này nhiệm vụ thứ mấy của trẻ em quy định tại điều 34. Thì chúng ta thấy mình gắn với nhiệm vụ của trẻ em thì ta thấy là có 5 nhiệm vụ. Một là lễ phép với ông bà, hai là chủ động tích cực tham gia hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, ba là trang phục gọn gàng, bốn là giữ gìn vệ sinh cá nhân, và thứ năm thực hiện các quy định của trường non. Ta thấy thực hiện trường non chắc chắn là gắn với nhiệm vụ thứ 5 rồi, đúng không? Và chúng ta không có nhiệm vụ thứ 6, ta nhớ có 6 nhiệm chỉ có 5 nhiệm vụ của trẻ em thôi, đúng không? Thì ta thực quy định trường mầm non là gắn với nhiệm vụ thứ 5. Còn nhiệm vụ thứ 2 là gắn từ khóa chủ động tích cực. Còn nhiệm vụ thứ 3 là phải gắn với từ khóa trang phục gọn gàng. Còn nhiệm vụ thứ 4 là gắn từ giữ gìn vệ sinh cá nhân. Còn nhiệm vụ thứ nhất là gắn với lễ phép với ông bà. Đây là hỏi nội dung về thực hiện quy định trường mầm non thì là nhiệm vụ thứ 5 em nhé. Câu hỏi số 5. Theo điều 36 của thông tư số 52 ban hành điều lệ của trường mầm non, nội dung dưới đây là quy định về điều gì? Thì chúng ta thấy rất là rõ rồi. Trong câu hỏi này đưa ra, chúng ta thấy là với nội dung về cộng đồng cha mẹ, hỗ trợ giám sát thực hiện hoạt động, chúng ta thấy rồi. Thì chắc chắn phải có là gắn mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, là ta nhớ chọn thầy là phương án C, nằm trong nội dung quy định rất rõ về mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội ở điều 36 các em nhé. Thì 3 và 25 em chọn đề C. Vậy thầy đã hoàn thành bộ đề của các bạn mầm non, bộ đề số 4. Các em đối soát kết quả và trao đổi lại về kết quả. Bây giờ xin mời các bạn thi vị trí giáo viên tiểu học. Chúng ta làm các câu hỏi liên quan vị trí của mình các em nhé. Xin mời tất cả các em, các bạn tiểu học. Ta đi vào câu hỏi đầu tiên của các bạn thi tiểu học với bộ đề số 4. Ở câu 21, theo điều 11 của thông tư số 28 ban hành điều lệ của trường tiểu học, người được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng của các trường công lập, đúng không? Còn công nhận làm hiệu trưởng của trường tư thục của miền núi, ta nhớ hải đảo này. Thì ta nhớ là phải học bao nhiêu năm cấp tiểu học. Về thời gian thì hôm trước cũng đã có bộ đề đã làm với chung với hiệu trưởng các trường chung gọi là đồng bằng ấy, thì là thời gian để dạy học ta nhớ là phải là 5 năm, đúng không? Đấy, ta nhớ như vậy. Thế còn với cái liên quan với các cái vùng mà điều khó khăn thì cái thời gian dạy học này quy định được bổ nhiệm này, ta thấy là gì, dạy 4 năm thôi, đấy ta nhớ luôn nhé. Thì câu 21 em chọn thầy là C. Cái vào câu 22, theo thông tư số 28 ban hành điều lệ của trường tiểu học, đâu là các nhiệm vụ của tổ văn phòng? Thì tổ văn phòng thì chúng ta thấy rồi, ta cần nhớ thầy về quy định của tổ văn phòng được quy định tại điều 14 ấy. Thì ta thầy hỏi đầu tiên ta hỏi đấy, vậy tổ văn phòng bao gồm những ai? Thì tổ văn phòng ở đây và trường tiểu học là ta thấy là gồm nhân viên thực hiện các công tác về văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và công tác khác. Và chúng ta nhớ nhiệm vụ của tổ văn phòng thì ta nhớ có 6 nhiệm vụ. Một là liên quan đến xây dựng kế hoạch của tổ theo tuần tháng năm, đúng không? Hai là giúp hiệu trưởng thực hiện công tác văn thư. Ba là tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 4 là tham gia đánh giá xếp loại viên chức, người lao động. Và 5 là quản lý lưu trữ hồ sơ và 6 thực hiện các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công. Thì đối chiếu như vậy thì chúng ta thấy là đáp án mà chúng ta cần lựa chọn ở câu hỏi này, đáp án chính xác em nhé, là phương án C, giúp hiệu trưởng chúng ta về văn thư. Đấy, đúng không? Đấy, tài chính, tài sản nhà trường, thái độ quy định. Thế còn như phần A, B ta thấy rồi, là phải là nội dung của nhiệm vụ của tổ chuyên môn. Ta thấy có từ như phần B thực hiện hoạt động chuyên môn nhà trường. Đấy, phần A thì ta thấy là xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Đấy, thì chúng ta nhớ nhá. Đấy, thì cái A, B là gắn với nhiệm vụ của tổ chuyên môn, của tổ văn phòng phải là phương án C em nhé. Ta đi vì gắn tổ văn phòng là gắn từ văn thư, tài chính, tài sản. Đấy cái mẹ em nhá. Câu hỏi số 23, theo điều 23 của thông tư số 28 ban hành điều lệ của trường tiểu học về giáo dục truyền thống cho cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh hiểu về các nội dung như sau đây. Thì ta thấy là ở đây một phần quy định được bổ sung trong cái nội dung của điều lệ mới này. Trước đây thì không có phần này đâu. Thì chúng ta nhớ là điều lệ trước ấy, trước đây ban hành cũng có, mà điều lệ mới 120 ban hành thì nó sẽ liên quan với nội dung này. Thì giáo dục truyền thống cán bộ giáo viên nhân viên hiểu về nội dung đấy là gắn với mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi, quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Đây làm cho nội dung trong điều 23 rất là rõ. Còn như phần A là ta thấy rồi, nó thiếu phần về mục tiêu, đúng không? Tầm nhìn. Ở đây ta thấy là ở đây thì nó lại thiếu mục tiêu rất là rõ, đúng không? Ở phương án D nó thừa từ nguyên lý ở đây, phải đủ mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi em nhá. Thì 23 cái này là C. Câu hỏi số 24, theo điều 26 của thông tư số 28 ban hành điều lệ của trường tiểu học khẳng định là dưới đây là đúng. Thì phương án mà ta để chọn phương án đúng là phương án D, đó là giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh trong các trường tiểu học và cơ sở dục khác thì là chương trình phổ thông cấp học là nhận định đúng. Thế còn ta thấy thì phương án A làm nhiệm vụ giảng dạy nhưng mà thiếu giáo dục, đúng không? Còn đây là giáo dục lại thiếu giảng dạy. Thế còn chúng ta thấy phương án C làm nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh rồi trong trường tiểu học, đúng không? Nhưng mà nó thiếu cái phần là cơ sở dục khác thì đầy đủ với nhiệm vụ nội dung của khẳng định về giáo viên tiểu học ấy, là nhiệm vụ giảng dạy giáo dục này, rồi trường tiểu học và cơ sở khác em nhá. Em ta nhớ phương án chính xác là phương án D. Câu hỏi số 25, nội dung này là nhiệm vụ thứ mấy? Nhiệm vụ thứ mấy của giáo viên được quy định tại khoản 1 điều 27 của thông tư số 28. Thì chúng ta thấy với giáo viên tiểu học đã được quy định trong nội dung khoản 1 điều 27, quy định về các nội dung về nhiệm vụ của giáo viên chung đấy. Chúng ta còn có cả nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, đúng không? Thì chúng ta thấy rất là rõ. Với giáo viên chung thì chúng ta thấy là có tất cả là 12 nhiệm vụ, đúng không? Chúng ta thấy rồi, một thực hiện chương trình phổ thông cấp tiểu học, thứ hai tham gia xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, thứ ba xây dựng mẫu hệ thân thiện dân chủ cho giáo viên học sinh, thứ 4 là giữ gìn phẩm chất uy tín nhà giáo, thứ 5 là tự đánh giá các chuẩn nghề giáo viên, thứ 6 ứng dụng thông tin, thứ 7 tham gia lựa chọn khoa, thứ 8 là kiểm định giáo dục, thứ 9 là thực hiện giáo dục bắt buộc, thứ 10 là phù hợp với độ thiêu niên phong, 11 là quản lý tổ chức kế hoạch giáo dục, 12 là nhiệm vụ khác. Thì thấy cái từ mà tham gia, đúng không? Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn thì chúng ta thấy là nó nằm trong nội dung của nhiệm vụ thứ 2 em nhá. Đây chọn là thầy phương án là phương án B, đó là chính xác. Còn phương A ta thấy là nhiệm vụ thứ nhất thì nó phải gắn với từ khóa là liên quan đến thực hiện chương trình phổ thông cấp tiểu học. Còn phương án C nhiệm vụ thứ 3 phải gắn với sự mối quan hệ thân thiện. Đấy, phương án D thì nhiệm vụ 4 phải giữ gìn phẩm chất danh dự này. Đấy, ta nhớ thầy luôn ở 12 nhiệm vụ của giáo viên chung em nhé. Còn giáo viên chủ nhiệm thì có thêm 4 nhiệm vụ đấy, thầy đã nhắc rồi đấy, là chủ động thông tin này, thực hiện kế hoạch mà hiệu trưởng phê duyệt, rồi thứ 3 là phối hợp chặt chẽ cho học sinh, và thứ 4 là báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất tình hình của lớp với hiệu trưởng. Đấy, tôi nhắc lại lần nữa em nhé. Như vậy hoàn thành với bộ đề số 4 của các bạn là thi giáo viên tiểu học. Bây giờ xin mời các bạn trung học cơ sở phổ thông chúng ta làm bộ đề của mình, còn các bạn tiểu học trung mầm non đã hoàn thành bộ đề số 4 như trước đó bộ chúng ta đối soát kết quả kèm nhé. Và xin mời các bạn là giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông chúng ta làm các câu hỏi từ câu hỏi số 21 em nhé, ta hoàn thành. Câu hỏi số 21 của các bạn là bộ đề số 4 của các bạn giáo viên trung học cơ sở phổ thông như sau. Theo thông tư số 2 ban hành số 32/2020 của Bộ Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học thì tuổi học sinh vào lớp 6 là bao nhiêu tuổi? Chắc chắn là các em này chọn thành phương án chính xác, nó là phương án B rồi, 11 tuổi em nhé, là phương án chính xác, đúng không ạ? Thầy chọn là thầy ở đây là phương án B, 11 tuổi. Và thầy sẽ chia sẻ thêm để chúng ta nhớ về cái tuổi của học sinh rất quan trọng để các em nhớ, đúng không? Và để lưu ý về tuổi học sinh vào lớp 6 thì là 11 tuổi, còn vào lớp 10 sẽ là 15 tuổi. Thế còn trường hợp mà chúng ta thấy là với cái trường hợp học sinh còn được học một lớp ấy, đúng không? Hoặc là học độ tuổi cao hơn thì chúng ta thấy là tuổi vào lớp 6 lớp 10 có thể giảm, đúng không? Hoặc là tăng. Thì cụ thể chúng ta thấy là với học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông quy định rất rõ với học sinh là tiểu dân tộc thiểu số hay khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, nước ngoài về thì có thể là vào học cấp học ở tuổi cao hơn so với tuổi quy định. Có nghĩa là chúng ta với những câu hỏi nếu mà học sinh mà vào lớp 6 đối với trường hợp mà người thiểu số, học sinh khuyết tật, đúng không, hoàn cảnh khó khăn ở nước ngoài về thì phải cộng 3 tuổi, đây phải là 14, các em nhớ nhé, thầy lưu ý. Còn với các bạn mà câu hỏi gắn với vào tuổi học lớp 10 đối với trường hợp mà dân tộc người thiểu số, học sinh khuyết tật này, hoàn cảnh khó khăn nước ngoài về thì là 18 cộng thêm 3 tuổi mà. Đấy, ta nhớ tuổi trung đi học phổ thông thì là thế, vừa vào lớp 6 thì là 11 tuổi, còn vào lớp 10 là 15 tuổi em nhé. Ta nhớ là học sinh trung học cơ sở phổ thông, ta nhớ là không được lưu ban quá 3 lần trong một cấp học em nhé. Nên trường hợp học sinh có thể được tốt hoặc là phát triển trí tuệ thì có thể học trước tuổi, học vượt lớp em nhé. Mình chia sẻ qua với các em như vậy về phần tuổi của học sinh trường trung học. Câu hỏi số 22. Theo thông tư số 2 ban hành điều lệ của trường trung học, hội đồng trường thì có chủ tịch, thư ký và các thành viên, và số lượng thành viên hội đồng trường là số lẻ và có bao nhiêu thành viên thì các em nhớ chọn thầy phương án chính xác là phương án C. Ta nhớ là có ít nhất là 7 người và nhiều nhất là 15 người. Thì câu hỏi 22 các em đã chọn phương án chính xác, đó là phương án C em nhé. 22 là C. Bạn ta nhớ về phần hội đồng trường thì chúng ta thấy cũng rất là rõ trong phần quy định gắn với nội dung, cho thấy đúng không ạ, về hội đồng trường thì có chủ tịch và thư ký, đúng không, và cho đây hoạt động gắn với trường trung học công lập và trường tư thục gắn với nhiệm vụ quyền hạn là rất là rõ, đúng không ạ. Và thành phần hội đồng trường công lập cho thấy bao giờ có bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, đại diện tổ chuyên môn, tổ văn phòng, đại diện chính quyền và đại diện cha mẹ học sinh. Ta nhớ nhiệm kỳ của hội đồng trường là 5 năm các em nhé. Đấy, chúng ta nhớ là như vậy. Và hội đồng trường họp thường kỳ nhất là 3 lần trong một năm học. Đấy, ta nhớ là như vậy, đúng không ạ. Ta đi tiếp với câu hỏi 23. Theo thông tư số 3 ban hành điều lệ của trường trung học thì hội đồng trường họp thường kỳ nhất là bao nhiêu lần một năm? Thì thầy vừa đã trả lời cho các em rồi, đúng không ạ. Thì phương án chính xác chắc chắn là chúng ta phải chọn là thầy phương án C, 3 lần trong một năm học các em nhé. Các em nhớ chọn là thầy phương án là C. Ngoài ra thì chúng ta nhớ thêm các phần quy định về hội đồng trường nữa. Chúng ta thấy như là quy định của hội đồng trường thì thông qua hiệu lực ít nhất là 2/3 số thành viên có mặt, đúng không ạ. Chúng ta nhớ là như vậy, phần như vậy, đúng không ạ. Rồi chúng ta tiếp câu hỏi số 24. Theo thông tư số 2 ban hành điều lệ của trường trung học thì ai là người ra quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường của trường trung học cơ sở, đúng không ạ? Gắn với trường trung học cơ sở thì thầy cũng đã nhắc em nhiều lần rồi, gắn với thẩm quyền ở đây sẽ là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ là người ra quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường trung học cơ sở. Thế nên thì các em nhớ cho thầy ở đây nhé, bởi vì thẩm quyền rất là rõ, đúng không ạ. Thế còn, thì chúng ta thấy thế còn với giám đốc sở đào tạo là người quyết định công nhận hội đồng trường của trường trung học phổ thông em nhé. Còn với trung học cơ sở là chủ tịch cấp huyện. Ta đi tiếp với câu hỏi 25. Không nhầm với thầy nhắc rồi. Theo thông tư số 2 ban hành điều lệ của trường trung học, ai người ra quyết định công nhận hội đồng trường của trường trung học phổ thông. Đấy, trường phổ thông thì nhớ thẩm quyền ở đây, đúng không, là gắn với giám đốc sở đào tạo các em nhé, là phương án D là phương án chính xác. Thầy đang đi nhắc lại nhiều lần cho các em rồi, đầy đủ các cái đáp án các em nhé. Như vậy là hoàn thành trong buổi tối hôm nay, thì hoàn thành bộ đề của các bạn thi vị trí giáo viên mầm non tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông với bộ đề số 3, số 4 với dạng đề 25 câu của các bạn thi vị trí thi giáo viên tiểu học, mầm non, trung học cơ sở phổ thông ở Bắc Giang các em nhé, theo đúng cấu trúc thành phần phần kiến thức chung ở các văn bản như Luật Viên chức 2010, Sửa đổi 2019, Luật Giáo dục 2019, rồi Nghị định 15/2020, Nghị định 122/2020, và với từng vị trí thi khác nhau ở phần điều lệ. Với các bạn mầm non là theo điều lệ của trường non theo thông tư số 52, còn các bạn tiểu học thì điều lệ trường tiểu học theo thông tư số 28, còn các bạn trung học cơ sở phổ thông thì nó khác ở cái phần điều lệ của trường trung học theo thông tư số 32/2020 em nhé. thầy đã giải đáp, giải thích, nhắc đi nhắc lại lần nữa cái phần mở rộng, phần từ khóa để các em nhớ, ghi nhớ, người ta làm bài cho hiệu quả. Thì rất mong các em khi thầy dạy xong các video giải đáp lên lớp, các em nghe đi nghe lại và làm lại bộ đề các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào tất cả các em.